Vâng, xin chào các bác. Trong buổi chiều hôm nay em lên tiếp một cặp loa tay chuyên để bù âm trong những bộ dàn karaoke. Đây là cặp loa tay toàn giải với cái tên thương hiệu là Ramsa. Và cũng xin nói thêm với các bác là Ramsa chính là một thương hiệu của tập đoàn Panasonic Nhật Bản. Cặp này về hình thức còn rất mới, ruột gan còn rất đẹp. Ở đây là hai cái e căng lưới sắt, e căng còn đẹp. Mỗi một thùng là có một cái bát toàn giải, kích thước là 10 cm, 11 cm, màng giấy tráng dầu, viền lụa lõm. Đây em xoay đằng sau để xem được cái phần thông số. Ramsa VWS A10K, công suất 160W, trở kháng 6 ohm. Như bữa trước em có lên một cái cặp có cái tên thương hiệu là Taycan, và các bác nhìn ra ngay là cái cặp này giống hệt cái cặp Taycan, không có khác gì cả. Và em cũng đang hết sức là nghi ngờ, rất có thể Taycan chính là một thương hiệu khác của Panasonic. Việc những cái hãng công nghệ của Nhật và của Mỹ có nhiều cái tên thương hiệu là cái chuyện bình thường. Bây giờ em xin lật xuống để cho các bác xem củ loa. Vâng, như ở cái cặp Taycan bữa nọ cũng sử dụng đúng cái củ bát này, và trên cái cặp Ramsa thì cũng vẫn là chính nó. Ở trên củ bát ghi rõ Ramsa trở kháng 3 ohm Japan. Củ nam châm rất to, nam châm này là với đường kính 10 cm. Loa cũng vẫn là vỏ nhựa giống y như cái cặp Taycan bữa nọ em mới bán. Đó là củ bát. Còn đây là phân tần. Vâng, phân tần thì cũng giống y hệt cái cặp Taycan bữa nọ, không có gì khác. Cho đến giờ phút này thì em có thể khẳng định Taycan chính là một thương hiệu khác của tập đoàn Panasonic. Trên cái phân tần rất khủng này có hai con điện trở xứ cực kỳ to, một con điện trở xứ nhỏ hơn, một cái rơ le để bảo vệ loa, một cuộn cảm và một con tụ NP. Phía trong thùng có lót bông vải khá là kỹ càng. Như lần trước em lên cái cặp Taycan và đã có test âm cụ thể, các bác chắc là đã biết chất âm của cặp đấy rồi. Và em nghĩ cặp này cũng sẽ có một cái chất âm tương tự, nhưng mà cái cặp này thì nó đẹp hơn cái cặp Taycan bữa nọ, về hình thức đẹp hơn, mới hơn và giá cũng cao hơn. Cặp này em sẽ test âm sau và bán với cái giá là 2,4 triệu. Xin thưa với các bác là cái cặp này ý, nếu mà các bác lấy ra sự so sánh ý, thì chất âm của nó ngang ngửa, không hề thua kém cái cặp Bow 141 đâu ạ. Trong khi cái cặp Bow 141 giá cao hơn nhiều. Với cái khả năng chịu đòn cực kỳ tốt, lên đến 160W cho một thùng. Cái này cho phép các bác đấu thẳng vào cục đẩy để hát karaoke thoải mái mà không lo cháy. Bởi vì nó sinh ra để làm loa tay trong những bộ dàn karaoke mà. Vâng, em sẽ có video test âm chi tiết sau. Xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.